mình đã biết tu rồi thì mình biết cái thân này là nó vô thường, mà thân mình nó giả tạm, nó đâu có gì thật đâu, không có gì của mình hết trơn. Nên Phước Nhẫn xem thân này như chết rồi, mà Phước Nhẫn luôn lúc nào cũng niệm sự chết thôi, mà xem mình đang chết, sắp chết và sẽ chết. Dạ đúng rồi, giống như là bọt biển hoặc là cái cảnh hóa vậy đó. Yeah. Hoặc là giống như là chỗ hội chợ vậy đó, họp rồi tan, tan rồi họp. Yeah. Thân mình không có gì là của mình hết trơn. Dạ tình xin kính chào toàn thể quý vị khán giả thân thương trên kênh YouTube của Tình Vlog. Dạ hôm nay đi trên đường cầu Phú Mỹ hướng từ quận 2 sang quận 7 thì Tình có thấy một ông bác đang đi bộ trên cầu, và dáng đi của bác á, thì bị khập khiễng, có vẻ như chân bác đang bị thương, tay sắp nách mang. Thấy dáng đi của bác rất là tội nghiệp thì bây giờ Tình sẽ tiến lại gần để trò chuyện với bác xem hoàn cảnh của bác như thế nào nha quý vị. Dạ con chào bác. Tôi đi cược. Tôi là 80 mấy tuổi rồi, 87 tuổi rồi. 80 mấy tuổi rồi. Tôi không có thể nhớ được cái gì. Dạ. Bác nữa mình đi về đâu bác? Thì đi về, tôi không cần đi chặn cái đó. Dạ. Thì, có thể thằng con tôi nó đứng nó chờ tôi ở đâu đó không được. Trời ơi. À, con thấy cái chân của bác nè. Cái chân sao mà nó nở dữ vậy, thẹo thùng quá chừng. Ôi, cái trái bưởi này đâu mà bác có vậy bác? Hả? Trái bưởi nè. Trái bưởi nó mua. Ai mua? Bác mua hả? Mua à. Còn cái này là gì nữa bác? Cái này là thức ăn. Thức ăn gì? Trong này có cái gì bác? Tôi quên rồi. Bánh mì hả? Mì ở đâu có ổ to quá vậy hả? Mua. Bác mua hả? Ừ. Có xúc xích nữa kìa. Mưa. Rồi trời mưa nên bác gói lại qua nhiều lớp ấy hen. Ừ. Không ướt hen. Ừ. Bác có nhớ là hồi nãy mình lội ở đâu lên đâu mà con thấy cái chân của bác nó sưng phù lên hết rồi kìa. Đó, cái chân nó sưng lên hết rồi kìa. Nó sưng phù lên hết rồi. Mình đi giết rồi nó phù. Bác có nhớ là mình đi cỡ khoảng bao nhiêu cây số chưa bác Cường? Thấy là cũng là xa rồi đó. Xa rồi hả? Xa mà rồi. Bác Cường lúc nãy bác đi qua là bác đi với con trai mình hả? Hay là đi một mình? Đi một mình nó đi trước rồi. Nó đi trước còn trưởng nó chờ mà nó còn lâu, nó không chờ luôn. Dạ. Ảnh đi bộ hay đi xe máy bác Cường? Đi xe máy. Anh đi xe máy mà sao anh để bác đi bộ? Chắc con nó chờ lâu quá rồi nó tưởng nó có ở lại con. Mà ở lại là ở lại đâu bác? Nó ở lại cái chỗ nào mà nó ở được thì nó ở. Dạ. Rồi tí nữa bác gì đâu bác Cường? Thì tôi cũng đi về nhà nữa mà, nhưng mà đi con đường đó mà bác có nhớ nhà của mình ở đâu không? Bác dạ. Có nhớ nhà của mình ở đâu không bác Cường? Không còn nhớ nhiều. Bởi vì không có nhớ nhà mình luôn hả bác Cường? Không có nhớ nghèo, nhưng mà chắc ngày nào có đứa con nó cũng nó cũng lớn. Nó bắt mình vào ra, nó chào mình vào ra. Nó rõ bằng cái lắm. Cái bàn chân ấy em. Nó rõ nè. Dạ. Rõ, nhưng mà tôi mới bỏ cái này ra cho khách nè. Dạ, dạ. Rồi bác Cường cho con hỏi thăm thêm là bác Cường có mấy người con bác Cường? Có 3 người con. Dạ, 3 người con. Một con gái và 2 con trai. Một người con gái, 2 người con trai. Ừ. Rồi, hiện tại là vẫn đang sống chung với bác Cường hay sao? À, sống chung luôn hả? Dạ, nó là kia, 2 thằng kia. Dạ. Mà mấy ảnh lớn hết chưa bác? Lớn hết rồi. Dạ, có gia đình hết chưa? Dạ, chưa. Mà nó là sửa xe. Ảnh làm sửa xe hả? Ừ, sửa xe này với tôi là cái gì sửa nè. Phường bên quận 7 đúng không cô? Đưa cho đây, ổng bị mất trí nhớ rồi. À, cô biết ổng lâu chưa? Cái gì? Cô biết ông chú này lâu chưa? Mấy ngày nay rồi, mấy ngày nay đây nè. Sao con hỏi chú á, chú nói chú tin Phường mà chú có con nữa mà cô? Đó, ở đây.
ca này căng quá rồi quý vị ơi, ngoài tầm kiểm soát của Tình rồi. Điều duy nhất Tình có thể giúp bác Thường trong lúc này là sẽ chở bác Thường về bên quận 7 để công an bên quận 7 có thể tìm được người thân cho bác Cường. Đó là điều Tình có thể làm duy nhất trong lúc này. Lực bất đồng tâm rồi quý vị ơi. Dạ Tình kính chào toàn thể quý vị khán giả thân thương trên kênh YouTube của Tình Vlog. Hiện tại Tình đang có mặt ở số 522-524 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 5. Và trước màn ảnh nhỏ của quý vị khán giả chính là siêu thị Phật giáo Trang Nhã, một trong những trung tâm mua sắm Phật Pháp lớn bậc nhất ở Sài Gòn. Và hôm nay Tình có mua một số vật phẩm để cúng dường cho các quý sư ở núi Cấm An Giang. Nếu quý vị có nhu cầu mua pháp phục cũng như là các vật phẩm của Phật giáo thì có thể đến địa chỉ là 522-524 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 5. Ở đây có rất là nhiều sản phẩm được nhập khẩu từ Thái Lan, Myanmar với độ sắc nét và tinh xảo hút hồn người xem bởi những sản phẩm đang được trưng bày tại siêu thị Pháp Phục Trang Nhã. Đây là lần đầu tiên Tình đến với siêu thị Phật Pháp Trang Nhã và có vẻ như Tình đang bị cuốn, đang bị hút bởi những vật phẩm có cái độ tinh xảo và sắc nét đến từ các nghệ nhân ở Thái Lan, luôn cuốn Tình không rời mắt khỏi những cái sản phẩm. Có vẻ như Tình đang bị nghiện đó thưa quý vị. Khi nhìn những sản phẩm đến từ Thái Lan và Myanmar, và đặc biệt là ở Thái Lan, một đất nước có nền công giáo, hơn 80% dân là theo đạo Phật, và Tình nghĩ sẽ có rất là nhiều nghệ nhân bỏ rất là nhiều thời gian và công sức để tạo ra những bức tượng Phật, những cái kiệt tác, những cái tuyệt phẩm luôn hút hồn người xem từ những ánh nhìn đầu tiên bởi sự sắc sảo đến từ các nghệ nhân ở đất nước Thái Lan và Myanmar. Nhìn là ghiền luôn đó quý vị. Đủ 7 bộ chưa em? Dạ đủ rồi. Hình như nó hơi nhỏ so với đúng rồi. Để em đổ lại. Em có thể làm xin nó vừa, anh yên tâm đi. Chờ chút. Anh thì lúc nào cũng tin tưởng em hết. Tại vì em nói sẽ nhanh có thôi mà anh đợi suốt một tháng luôn á. Trong suốt một tháng qua anh vẫn tin tưởng và đợi đến ngày hôm nay mà. Không có nói luôn á, em nói là anh đừng, anh đừng chờ. Chuyện nào có hay không có hứa. Nhưng mà anh là người nhẹ dạ dễ tin, em hiểu không? Ai nói gì em cũng tin á. Em có nói gì đâu, em không nói gì luôn á. Bởi vậy từ lúc nhỏ bố anh luôn sợ anh đi ra đường á bị những cô gái gạt gẫm á. Nên bố anh luôn dặn anh một câu là người phụ nữ đẹp luôn là một cái kiệt tác, nhưng đôi khi nó cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Và ngày hôm nay anh đã đặt niềm tin ở em và kết quả là hết hồn luôn. Đẹp chưa? Phụ em đi, nhìn giùm giùm em cái. Bình tĩnh tiền á. Ok chưa em? Anh này tin tưởng đó em mà. Em nói ok là anh ok à.
tài, chú cho con hỏi là chú xem clip của con rồi chú xem qua màn ảnh, rồi ngày hôm nay chú đi đến đây chú thấy như thế nào hả chú Tài? Có, nhưng bữa nay mục đích đi á, nghe thì chưa biết thầy Quang nha. Dạ. Mục đích đi bữa nay á chủ yếu lên á là muốn gặp thầy Phúc Nhẫn. Dạ. Chủ yếu gì thôi, chứ hai thấy bữa mình quay đó thấy nó thanh tịnh sâu, bởi vì cái lòng mình muốn đi lên đây một cái vậy đó. Dạ, sao muốn gặp thầy Phúc Nhẫn là sao? Không biết sao nói. Mà chú có nói với con là chú quậy phá không? Mình biết rồi, nếu mình nói mà nó bữa nay mình quay mình cho lên list thì nó nghe, nếu mà nó văng châu đốc thì dọn mặt nó dày lắm. Nói với thằng là con quậy lắm, ăn chơi này nọ, bây giờ muốn thấy ấy gì đó, thấy cũng suy nghĩ rồi thấy mà nói nghe dạ cỡ cũng thời gian đây cũng giảm lắm rồi, giảm ăn chơi cũng giảm lắm. Dạ. Mỗi lần buông ra là cứ là ăn nhộn ôm bụng này nọ đầy đủ, không có thiếu cái gì hết. Dạ. Với một người mà ăn chơi từng trải nhiều như chú mà khi lên đây chú thấy như thế nào? Thấy không, lên tới đây thấy nó thanh tịnh sao, thấy một lòng nó khó, nó cũng khó tả lắm, nó thấy nó khó, nó thoải mái sao đâu. Rồi nhờ mày bữa nay thôi kỳ vậy. Nói được biết sao tình mang ơn rồi, gì là hút mang ơn rồi. Dạ. Trước là lên gặp được thằng Phúc Nhẫn là sao rồi, hãy đừng nói gì thì cũng thấy tốt. Bây giờ thôi, bây giờ gì cũng được, coi ngày mơi á, ngày mơi tôi điện thầy xuống, cũng như thầy á gì thì thầy kêu màn đi nói gì đó, có thể là ngày mơ tôi đem tiền vô, còn cái hai cái thùng này á là tịch thiếu chú mua luôn, mua luôn nói gì đó, rồi ngày mơ tôi đi vô quận nữa kìa. Mơ tôi đi vô cho chú Tài cho con hỏi lên, chú ước nguyện lên đây gặp được Phúc Nhẫn này chú thấy như sao? Có giống như trong hình không? Giống sao thầy cũng nhẫn xong bẻ tay dữ vậy, án nái hay gì mà. Chú Tài thấy sư Phúc Nhẫn tài to, tài của chú Tài luôn, còn xưa làm việc lại mình xưa ở đài là mình sống 15 tuổi rồi nhẫn đi làm ở đây thì hôm nay con đến đây con ghi hình thì con chỉ xin ghi hình trong ngày hôm nay nữa thôi, tại vì con muốn là giữ cái việc còn lại cho các sư ở đây chuyên tâm tu tập. Sapharavato arato samasambuddhassa namo tassa sapharavato arato samasambuddhassa sambetiyo vivacchanto sambharogo vinasato matte pavatta tarayo sukhi dikha yuko bhava abhivadana silesa nityang vitha bacchayino chattaro dhamma vattanti ayo vanno sukham balang pavatu samba mangalang gakantu samba devata samba buddha nuvave nasada sothi pavantu te pavatu samba mangalang gakantu samba devata samba dhamma nuvave nasada sothi pavantu te pavatu samba mangalang gakantu samba devata samba sangha nuvave nasada sothi pavantu te. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sống đẹp, an vui, sức mạnh hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái cung dường đến tam bảo và có lòng tôn kính đến các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả thân thương trên kênh YouTube của Tình Vlog. Hiện tại Tình đang có mặt ở nút cấm An Giang, và phía trước màn ảnh nhỏ của quý vị khán giả chính là cái cốc cuối cùng trong cái chuyến đi khám phá nút cấm An Giang, được sự phát tâm của chú Tài ở Châu Đốc An Giang và rất là nhiều quý anh chị bà con cô bác trong và ngoài nước hỗ trợ xây những cái cốc cho các vị chân tu ở trên núi cấm, và một con đường đi bắt nguồn từ Chi Lăng lên núi cấm nơi các vị sư đang ẩn tu. Và những ngôi cốc này không phải dành cho sư Thích Phúc Nhẫn, bởi vì hạnh của sư Thích Phúc Nhẫn là phải ăn ngoài gốc cây
và thuyền ngoài hốc đá, mà những ngôi cốc này được dựng lên dành cho các vị chân tu ở phương xa, có thể là hữu duyên khi đi đến đây thì có thể ở lại đây và tu tập học tập tại đây. Và Tình cũng xin rất là cảm ơn chú Tài cũng như là quý anh chị bà con cô bác trong và ngoài nước đã góp phần tạo lên những ngôi cốc và những cái cung đường để các vị sư có thể đi lại dễ dàng trên núi khi xuống đồng bằng đi khất thực, đi du tăng. Có một điều Tình thành thật xin lỗi quý vị khán giả, bởi vì Tình không thể quay toàn bộ cái khung cảnh những cái ngôi cốc đã được dựng lên, bởi vì nếu Tình ghi hình lên thì sẽ có rất là nhiều người tìm đến các sư và sẽ quấy rầy các sư để các sư không có thời gian để tu tập. Thành thật xin lỗi quý vị. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã dành chút thời gian ngắn ngủi để xem những video mà Tình đã ghi hình lại được. Xin cảm ơn và chúc quý vị